thăm Đền Đô. Hôm nay thiền sư về thăm Đền Đô. Đấy ông à. Giống như là đường Thái Tông thì còn được, chả con một chung được. Là ví dụ như đường mình đọc tên được là do chủ yếu là Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông. À không, là do Lý Thái Tông. Do đường Thái Tông. Yeah. Gặp ý cho cái Đền Đô. Thờ nó có chính cung là ta kiêng, nên nó không biết cái bộ ốc như thế nào mà cả cái Đền Đô như vậy mà để là Lý Thái Tổ là ngồi chung rồi mới có việc để mình làm.